Bộ điều khiển này giúp bạn có thể điều khiển được LED RGB với nhiều chế độ khác nhau. Nó có khả năng nhớ các chế độ đã cài khi bị mất nguồn điện. Điện áp hoạt động của nó là từ 5 đến 24V, tùy thuộc theo loại LED của các bạn nha các bạn. Nó thì có 13 chế độ và các nút điều chỉnh. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cho các bạn xem. Nút này là nút điều chỉnh màu nha các bạn. Nút này là nút điều chỉnh tốc độ, độ sáng và bật tắt. Còn về nút này là chỉnh các chế độ của LED.